Hello, xin chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại Phú đang ở khu vực chỗ này là khu vực giáp ranh giữa giáo xứ Hòa Bình và giáo xứ Thánh Tâm. Cái đường này là nối từ giáo xứ Hòa Bình đi qua giáo xứ Thánh Tâm nè quý vị. Ngay khu vực Làng Mộc á. Thì sáng ngày hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2021 nó rơi vào mùng 7 Tết âm lịch. Phú đưa quý vị các bạn đi dạo một vòng ở khu vực chỗ này để xem thử bà con ở đây người ta sinh sống ra sao. Ăn Tết xong chưa quý vị nhá. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Hoa vàng vẫn còn trước cửa nhà rất là đẹp. Nhiều nhà vẫn đang đóng cửa. Vậy là vẫn còn Tết quý vị ơi, vẫn còn Tết nha. Đây là cái bức tường của xưởng dệt Dona Bo Trang ngày xưa đó quý vị. Đi thẳng cái đường này thì chúng ta đến khu vực của nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm. Đấy. Ăn sáng đông vui quá. Ồ, những cái quán ăn sáng ở đây quá đông luôn. Hốt bạc luôn. Phú cố tình đi cái đường bên trong này để quý vị có thể nhìn lại cái khu dân cư trong này. Đấy. Rồi sau đó tới nhà thờ thì cũng sẽ quay ra ngoài ha. Đây quý vị, tới chỗ này thì Phú sẽ quay ra đường này. Quay ra đường, chúng ta đi ra quốc lộ. Đây là bên hông nhà thờ giáo xứ Thanh Tâm quý vị. Đấy. Đi thẳng đường này chúng ta ra quốc lộ. Chúng ta chờ cái đèn đỏ. Đang đèn đỏ. Ra tới đây nếu mà quý vị rẽ tay trái này nè thì chúng ta sẽ đi về hướng Sài Gòn, Biên Hòa. Còn đi về hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về Trảng Bom ra ngoài Bắc ha. Rồi, ta chờ đèn đỏ chút xíu quý vị. Rồi, chúng ta đi tiếp nha quý vị nhé. Cũng bắt đầu ra quốc lộ 1 này. Khu vực chỗ này là khu vực của giáo xứ Thanh Tâm. Bên phía bên này là bệnh viện Thanh Tâm này, bệnh viện Thống Nhất đang xây thêm quý vị. Wow, trời ơi mấy cái chiếc xe này chạy ghê quá. Mấy chiếc xe này nó chạy mà hú hồn luôn á, quốc lộ mà chạy ghê lắm. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng cái đường này về hướng Sài Gòn quý vị nha. Thực ra cái chỗ này thì nó là thuộc phường Tân Biên quý vị. Phường Tân Biên, khu phố 10 của phường Tân Biên. À, nhưng mà bà con ở đây thì vẫn cứ quen gọi là Hô Nai thôi. Đấy, cứ Hô Nai cho nó thân thương quý vị nhá. Còn bây giờ phường xã thì thay đổi hết rồi chứ không phải như ngày xưa nữa đâu. Chia lại hết rồi. Chia phường này, phường kia rồi đổi tên này, tên kia đủ thứ hết chứ không phải như hồi trước nữa. Hướng dẫn quý vị các bạn đi dạo một vòng ở đây. Đấy. Đường quốc lộ thì lúc nào nó cũng như này. Cái tuyến đường chỗ này là cái tuyến đường mà hay bị kẹt xe. Đây là cái giờ cao điểm. Không biết là hôm nay mùng 7 thì nó có kẹt hay không chứ còn mọi ngày là đến cái giờ này là thôi, cái đoạn này kẹt cứng luôn. Tuyến Bắc Nam rồi đi ra đi vào thành phố đủ thứ đông lắm nhưng mà Phú nhìn thấy trước mặt là rất là thông thoáng
chưa có tình trạng bị ùn tắc. Đấy. Nhà mặt đường ở đây là quét nhà là chỉ cần quét ra đường là được rồi. Không cần biết có phải là trước mặt nhà mình hay không, chỉ cần quét rác ra trước mặt ra khỏi nhà là được. Nên nhiều khi là chán lắm quý vị. Rất là chán luôn. Đây, chúng ta chạy thẳng nha quý vị nha. Vẫn đang đèn xanh, chúng ta chạy thẳng thôi. Ồ, đèn xanh bên này mà đèn đỏ bên kia. Ôi, chờ đèn đỏ quý vị. Ok, đi thôi quý vị ơi. Thì tiện thể trên cái con đường này, Phú đưa quý vị các bạn vào thăm lại chợ sạch quý vị nhá. Chợ sạch hôm nay cũng lâu lắm rồi Phú không có đưa quý vị vào đây xem lại là tình hình bây giờ như thế nào rồi. Hôm Tết cũng bận quá, không có dắt quý vị đi chợ Tết, chợ sạch được. Bà con hôm nay là đi Tết, chợ Tết là hay đi chợ sạch lắm, mà Hú không có quay được. Quý vị thông cảm ha. Hôm nay cố gắng đưa quý vị vào chợ Tết, chợ sạch, giáo sư Hà Nội nè. Hôm nay là hết chợ Tết rồi, hôm nay là chợ thường thôi, chợ Tết gì nữa. Nay giá cả phải về với ngày thường thôi. Đây chỗ này là ngã ba Hô Na như vậy ha, ngã ba sạch. Đấy, chỗ này là xe cộ là chùm về láo nháo luôn, chạy lung tung xà bần hết. Hướng đường này là hướng đường đi Sài Gòn vậy ha. Đấy, khu này là khu dân cư của làng Kẻ Sạch. Đấy, chỗ này bán đủ thứ các cái đồ cơ khí rồi đồ này đồ kia rất là nhiều. Wow, xa xa cũng thấy chợ sạch này đông quá, họp chợ đông quá. Giờ này cũng 9 giờ, hơn 9 giờ rồi quý vị. À, để Phú coi thử coi. Bây giờ vô chợ nổi không nha. Đấy, thấy người ta bán chưa? Ôi, trời trời ơi, nước ghê quá. Quét nước cá ghê quá. Đấy, chợ sạch quý vị ơi. Chạy ngược chiều mà chạy khiếp quá. Đây quý vị. Đây, chúng ta đi vào chợ sạch nha. Hello quý vị, bây giờ Phú đang đứng ở phía trước cổng chợ sạch này. Cái hướng này là chúng ta đi về Trảng Bom nha. Đấy, chỗ này bán mấy con gà. Cái hướng này là chúng ta sẽ đi về Sài Gòn nè. Đây là cổng chợ sạch. Bây giờ các cái chợ ở Biên Hòa người ta đều chơi cái màu xanh lá này hết. Không biết đây là quy định hay sao, không biết. Đấy, vào chợ này. Yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào chợ. Rồi, cũng sẽ đi vào chợ nha. Đây là cái đường chính để đi vào trong chợ đây quý vị. Đây có cái gian hàng bán tạp hóa, bánh kẹo, mứt đủ thứ. Các tiểu thương ở chợ sạch thì đa số đều là bà con giáo dân của giáo xứ Kẻ Sạch là nhiều. Đây là các cái gian hàng bán tạp hóa đủ thứ.
Ồ, chợ sạch hôm nay thấy bán đông quý vị. Bán đông, họp chợ đông. Đóng cửa. Có một số sạp chưa có mở cửa quý vị. Thấy cũng đông rồi. Đây, trên chỗ này là những cái sạp bán vải và quần áo chưa có mở cửa. Nói chung là những cái đồ khô khô là người ta bán trễ lắm. Chủ yếu là những cái sạp mà bán quần bán đồ ăn ấy, là người ta phải bán sớm để phục vụ cho bà con. Đấy. Cái sạp mà bán đồ khô như quần áo hay gì thì bán trễ. Đây là khu để xe của bà con tiểu thương. Khô bán vải. Ăn đồ khô rất là nhiều loại khô ha. Cá khô, tôm khô, tép khô đủ thứ ở đây. Rất là nhiều. Cho cháu qua cơ. Quay gì mà quay, có gì mà quay. Quay quảng cáo cho cô này. Vâng. Cô bán cáo bao nhiêu tiền ký để cho quảng Rồi. cáo. Quần áo. Những cái sạp và quần áo, túi xách, Là quay giày dép. clip chở em. Dạ vâng chị. Quay clip chở làm gì vậy em? Câu view hả? Quay quảng cáo với chị đấy. À, cảm ơn, không cần quảng Vâng. cáo kiểu vậy nhá. Ba lô, túi xách. Bên này là một vài cái sạp người ta bán đồ ăn vặt, chè. Cái gì này, đấy. Cái sạp mà bán vải, quần áo hôm nay ta nghỉ, ta không có bán. Đây, cũng đi qua khu bên này đi. Khô này, tôm khô đấy. Bên này thịt. Đây, đi dạo một vòng đây nha quý vị. Quay phim gì này? Vừa chắc mang con phim gì đấy? Quay chợ chị ơi. Dạ. Đông quý vị. Những tiểu thương là người dân của giáo xứ Kẻ Sạch, nói chuyện rất là dễ thương. Còn những tiểu thương mà ở nơi khác về đây, người ta mua ký ốt người ta bán, người ta rất là khó chịu khi mà thấy Phú cầm máy quay như thế này. Các loại đỗ, đậu. Gạo, bột, đậu. Thẳng cái đường này là chúng ta sẽ đi vào làng Kẻ Sạch quý vị. Ngay chỗ nghĩa trang của giáo xứ Kẻ Sạch luôn. Đây này, ra đây cho quý vị xem.
Đây quý vị, cái chỗ này là nghĩa trang của giáo xứ Kẻ Sạch này. Đây quý vị, đây là nghĩa trang của giáo xứ Kẻ Sạch này. Đó. Đường này là đường đi vô chợ ha. Thì các tiểu thương mà giáo dân của giáo xứ Kẻ Sạch đấy, người ta đi từ ở trong làng Sạch ta đi đường này ra chợ luôn, người ta bán luôn. Đấy. Các tiểu thương ở nơi khác thì rất là khó chịu. À, vụ tiếp tục đi vào chợ, đi qua những cái dòng khác quay quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Thôi thì cái clip này cũng quay phục vụ cho Quay gì ạ? quay chợ cô. Quay chợ chi? Chợ đang bán nhiêu quỷ này quay gì? Có sao đâu cô, quay lúc nào chả được. Quay phục vụ cho bà con cô bác là những người dân từng sinh sống ở khu vực Kẻ Sạch xem cho đỡ nhớ nhà nha. Chứ còn tiểu thương mà ở nơi khác đến đây thì người ta khó chịu lắm quý vị. Ê. Quay quảng cáo chị ơi. Dạ. Sẽ đi thẳng cái đường này xuống đi. À. À, phút đi thẳng cái đường này xuống rồi đi ra ngoài luôn. Hết chợ. À, đi như vậy là hết chợ các bạn. À, đi ra đường này đi ra nha. Bao nhiêu tiền vậy anh? Gửi xe nhiêu tiền nhỉ? Gửi xe nhiêu tiền vậy anh? Hello quý vị, Phú lấy xe đi ra ngoài. Đi vô cái khu kia tiểu thương không phải người dân làng Sạch. Người ta rất là khó chịu. Cho nên là Phú đi ra ngoài luôn. Tới đây thì Phú sẽ qua đường và cho quý vị xem cái quang cảnh của chợ đầu mối ở đây. Gọi là chợ đầu mối Tân Biên, chợ Tân Biên. Thực ra thì cái chợ này hồi trước người ta mở ra với mục đích là dời cái chợ Sạch qua bên này. Nhưng mà người dân làng Sạch người ta không chịu quý vị. Đấy, cho nên là kế hoạch tan vỡ. À, bây giờ trở thành một cái chợ đầu mối. Đây, Hú sẽ đi vào đây quay cho quý vị xem ha. Chợ đầu mối thì người ta hoạt động với ban đêm là nhiều thôi. Còn ban ngày này là chỉ có dọn dẹp thôi quý vị. Đấy, sẽ đưa quý vị đi dạo một vòng à, chợ đầu mối ngày mùng 7 xem là như thế nào. Rồi quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Đấy, người ta đang dọn dẹp nè. Chợ đầu mối người ta họp chợ vào lúc 1-2 giờ đêm á, 1-2 giờ sáng. Đấy. Cho bà con tiểu thương ở khắp nơi về đây người ta lấy hàng về người ta bán. Còn giờ này là xong hết rồi. Đấy, vậy nhìn này. Đấy. Từng xe, hàng xe, trái cây quá trời luôn. Đấy. Chợ này thời gian ban đầu á, là người ta xây ra chủ yếu á, mục đích chính là dời cái chợ Sạch cũ qua này quý vị. Chợ Sạch lúc nãy đó qua này. Nhưng mà bà con tiểu thương bên chợ Sạch người ta không chịu. À,
kế hoạch tan vỡ. Rồi nó mới bán lại cho bên siêu thị Co.opmart. Siêu thị Co.opmart về đây bán được thời gian rất là ngắn nhưng mà chả ai thèm vô đây mua quý vị. Kế hoạch tan vỡ lần thứ hai. Và cuối cùng là bây giờ trở thành cái chợ đầu mối Tân Biên luôn. Thì ok, chợ đầu mối thì ok quý vị. Còn thôi tan vỡ lần này nữa là đúng là quá tam bao bận luôn. Đấy, vậy thấy không? Đây là còn một rất là ít những cái tiểu thương mà người ta chưa có chia đồ xong đó. Đấy, còn những cái tiểu thương lớn là người ta đã xong hết rồi. Đấy, thấy không? Đang dọn dẹp rác rưởi, vệ sinh lại cái chợ là nghỉ thôi. Đêm mới lại tiếp tục. Đấy. Hoạt động của chợ đầu mối là vậy. Thì nếu mà quý vị mà muốn mua hàng rẻ, tất cả các loại mặt hàng, rau củ quả cá thịt như vậy hết, cứ lên đây. Cứ lên đây là ok. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tại vì giá gốc mà quý vị. Đấy. Các tiểu thương người ta cũng lên đây, người ta lấy hàng về rồi người ta đến những cái chợ nhỏ người ta bán thôi. Đó. Đi dạo vòng chợ đầu mối cho quý vị xem. Tiện thể đi vào chợ sạch thì đi bên này luôn cho quý vị xem. Chợ sạch thì hồi trước ấy, các tiểu thương là người dân làng sạch nhiều. Người ta rất là dễ thương. Rất là dễ quý vị. Người Hô Na người ta rất là dễ. Về sau này rồi thì ở những cái nơi khác đến người ta mua ký ốt ta bán á. Nó khó chịu lắm. Đây, chúng ta đi vào trong chợ nha. Đây, đi vào trong chợ vòng coi. Chúng ta cho vô. Rồi, anh đi đấy. Vâng. Đây, vâng. Bán lâu chưa anh? Khai trương lâu chưa? À, trường mấy ngày rồi anh ơi. Vâng. Quá ế quá này anh có. Vậy hả? Vâng. Giờ này biết liếm nét được tí rồi. Vâng. Liếm nét qua le để chống con Covid. Vâng. Rồi chúc anh mua bán đắt nha. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh cứ quay thật nhiều. Vâng. Mà quay là phải ra tiền nhá. Vâng. Chúc anh dẫn đường là bụng đói. Vâng, cảm ơn anh. Đói là đầu gối phải bò này. Vâng. Chào anh nhé. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh cứ lúc nào cứ quay sáng suốt được rồi. Vâng. Vâng. Thấy không? Củ quả hành. À, trời luôn ha. Trong chợ. Đấy. Trong chợ này các bạn thấy không? Lung tung beng trong này hết. Đấy, nhiều lắm. Đi vòng trong này cho vị xem. À, qua đường này đi, nó hết đường đi rồi. Dưới chật quá. Bên trong chợ đó các thấy không? Đấy, buôn bán xong ở trong này là vẫn còn chưa có xong. Đó. Người ta vẫn đang giải quyết cái số hàng còn lại. Đó. Khổ quá. Thấy không? Rất là nhiều loại hàng rau củ quả ở đây. Nhiều lắm. Quý vị vào đây mua là bao rẻ luôn á. Ai, cũng chạy lên nha. Đây, trên đây người ta bán. Ở đây quá trời nè. Rồi, Phú đi ra khỏi chợ quý vị nha. Đó là một vòng chợ đầu mối hôm nay các vị xem. Chúng ta tiếp tục ra quốc lộ 1 và hú lại lang thang ở khu vực khác quay cho vị xem nha. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Đấy. Ngay khu vực chỗ này thì hú sẽ đưa quý vị các bạn
dạo một vòng khu dân cư của giáo xứ Hà Nội đi. Nó cũng không có đi được hết đâu quý vị, nhưng mà cũng đi một vài chỗ cho quý vị có thể nhìn lại nha. Đây, ta vào đây, vào khu vực của khu dân cư giáo xứ Hà Nội. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Giáo xứ Hà Nội thì cũng rộng lắm, ở bên này chỉ có một phần thôi, bên phía bên kia một phần nữa, rất là rộng. Dân cư ở trong này thì cũng giống như là bên làng Kẻ Sạt, chủ yếu là buôn bán, rất là lâu đời. Bên này quý vị thấy yên bình không? Nhà nào cũng đóng cửa hết. Đấy, đi thẳng đây là chúng ta xuống ngay phía sau nhà thờ, phía sau nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Đi vòng vòng này cho quý vị xem. Đi bên ngoài đường thì quý vị không có ngắm được khu dân cư. Đấy. Đi trong này thì quý vị còn nhìn ngắm được khu dân cư. Đây là nghĩa trang quý vị, sát với nghĩa trang của giáo xứ Hà Nội này. Nghĩa trang thì Phú đã từng vào đây quay rồi, cho nên là Phú không vào nữa. Này, Phú đi dạo dạo ở đây thôi, cho quý vị thăm lại khu dân cư giáo xứ Hà Nội thôi. Đây, người ta bán rất là nhiều nhang, hoa, mọi người vào viếng nghĩa trang. Đây, đây là cái nghĩa trang 1 của giáo xứ Hà Nội nè. Đấy. Thẳng cái đường này là chúng ta sẽ tiến ra ngay sát nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Đấy. Đi sơ qua một vài con đường như vậy để quý vị có thể nhìn ngắm lại khu giáo xứ Hà Nội quý vị nha. Chứ còn đi hết thì không thể nào đi hết được. Các bạn thấy không? Dân cư giáo xứ Hà Nội thì giàu lắm. Cuộc sống rất là khá giả. Đây là nhà thờ giáo xứ Hà Nội quý vị. Nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Khu này bán đồ ăn sáng, cà phê. Giờ này là xong hết rồi. Ăn sáng, cà phê giờ này là xong hết rồi. Đang dọn dẹp. Nè, ăn sáng đây quý vị. Ăn sáng. Đây, thẳng đây thì chúng ta sẽ ra quốc lộ 1 quý vị ha, ngã ba Hà Nội. Đấy. Chạy vòng lên khu vực nhà thờ cho quý vị nhìn ngắm lại nhà thờ ha. Đây, nhà thờ giáo xứ Hà Nội này. Đây quý vị. Coi thử xem trong nhà thờ giáo xứ Hà Nội năm nay người ta có làm gì chuẩn bị Tết không nhá. Đây quý vị. Hôm bữa trước Tết Phú có đến đây nhưng mà người ta chưa có làm gì hết. Nay đến đây quay quý vị xem này. Tại đền Thánh Giuse. Đây quý vị, đền Thánh Giuse này.
À, người ta có trang trí cái tiểu cảnh như này này. Rất là đẹp ha. Đấy, phía trước của nhà thờ này. Hoa mai, hoa đào rất là đẹp. Đấy, chỗ này có trang trí một cái bồn hoa, có một đàn trâu ở đây. Đấy, có cậu bé thổi sáo chăn trâu. Đấy, rất là đẹp. Phía bên này là có một cái tiểu cảnh chúc mừng năm mới thế này. Đấy, những cái bình hoa đang đổ đầy hoa ra luôn, rất là đẹp quý vị. Đấy. Đấy, chỗ này là cái cây thông hôm Giáng sinh này, nhà thờ vẫn giữ lại và trang trí một cái tiểu cảnh như này để mọi người có thể đến đây đứng lên cái bục đó hoặc là ngồi xuống chụp hình lưu niệm rất là đẹp. Đấy, cây thông này, cây thông này thì buổi tối mở đèn mới đẹp lắm, đẹp được. Rồi, cũng sẽ quay ra ngoài quý vị nhé. Đi đến những khu vực khác tiếp tục chia sẻ cho quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Rồi, Phú đã ra tới quốc lộ. Và bây giờ Phú sẽ tiếp tục đi đến những khu vực khác để quay chia sẻ quý vị xem. Cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.